Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện 774 ngày 30 tháng 1 năm 2022, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Công điện nêu rõ, các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, không tự đặt ra yêu cầu quy định về phòng chống dịch trái với quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị và lực lượng cán bộ, nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết. Bộ Y tế thông tin, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 184 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron. Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron, và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài Omicron. Trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế. Đặc biệt, tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng như người già, người có bệnh nền. Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở, thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại. Thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. Tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022 theo tinh thần làm xuyên Tết, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phấn đấu trong quý 1 năm 2022 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, bảo đảm tiêm hết cho người cao tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, cho những người có đủ điều kiện tiêm chủng. Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra, tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đi đến các quốc gia, khu vực đã ghi nhận biến chủng mới, chuẩn bị các phương án về vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới của SARS-CoV-2. Chuẩn bị đủ các vật tư thiết bị y tế và đặc biệt là dự trữ oxy phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.